chào tất cả các bạn. Ngày mới chúc tất cả các bạn vui vẻ. Bây giờ Đức Anh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một kỳ quan nhé. Các bạn biết không, nằm cách thủ đô Phnom Penh 317 km, Angkor là một quần thể đền đài nguy nga, hoàn toàn làm bằng đá. Khu đền chính Angkor Wat nổi bật với 5 tòa tháp khổng lồ. Bên dưới các tòa tháp là những hành lang dài hun hút với những bức tranh điêu khắc tinh xảo. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng tay trên đá lớn nhất thế giới. Các bạn có biết rằng chỉ riêng việc điêu khắc hình 1.700 phụ nữ duyên dáng, từ khuôn mặt đến cử chỉ không ai giống ai, cũng đủ nói nên sự tinh xảo của những bức tranh đá này. Cách Angkor Wat không xa là khu đền Angkor Thom. Ấn tượng nhất ở đây là đền Bayon với hàng trăm pho tượng đá có bốn mặt nhìn ra bốn hướng. Kinh ngạc trước vẻ đẹp của Angkor, một giáo sĩ phương Tây đến thăm khu đền vào năm 1586 đã viết: đó là một kiến trúc phi thường mà không giấy bút nào tả xiết. Các bạn à, khu di tích Angkor là niềm tự hào của đất nước Campuchia đấy. Câu chuyện tôi kể đến đây